Em chào cả nhà nhá. Chào các bác đã quay trở lại mấy kênh YouTube của Dân Hàng Nhật nội địa. Hôm nay em lại về thêm được mẫu máy giặt khá là đẹp, VIP và đẳng cấp. Vẫn như thường ngày em lại lên máy giặt tiếp cho các bác. Vì những mẫu máy giặt vì thời điểm ngày mưa nồm này cũng rất được nhiều các bác tìm săn đón. Thì có những cái mẫu máy giặt VIP và đẹp thì em lại lên cho các bác xem ạ. Con này nó có mã hiệu là Panasonic VX900BL. Model hàng siêu lướt, sản xuất 2021 nha các bác. Hàng đẹp, zin nguyên bản, hàng vừa về em chưa vệ sinh. Hàng đây em quay tất cả hông sườn. Các bác nhìn cái hàng siêu lướt nên là cái độ nhựa của nó cực kỳ bóng luôn. Và là nó là hàng em mua đấu giá của người ta đang dùng trực tiếp ở bên Nhật về để phục vụ các khách hàng mà đang có nhu cầu tại bên shop hàng Nhật. Con này nó là model máy 11 cân nha các bác. Kiếm cảm ứng điện tử hoàn toàn, dùng khá là đơn giản. Anh chị em nào mà đang quan tâm đến mẫu máy giặt này thì có thể alo cho em hoặc nhắn tin qua Zalo số điện thoại là 0937445330. Con máy giặt hàng lướt này có cái chế độ là lấy nước giặt, nước xả tự động, khá là thông minh. Ngoài ra nó có các cái chế độ giặt đồ cốt tông, đồ áo len, áo dạ, áo lông vũ, nên là các bác yên tâm khi sử dụng. Đấy, các bác em quay nhiều bên ngoài một chút để cho các bác ngắm nhìn, rồi xong rồi em sẽ đi vào bên trong cho các bác xem. Vì là hàng lướt nên là khá là đẹp, nên các bác nhé, hàng lướt nên là khá là đẹp, nên là các bác yên tâm về cái chất lượng của nó, nên là các bác không phải lo về cái chất lượng của nó đâu. Đây, nước xả cấp, nó là phím cảm ứng hoàn toàn nha các bác. Đây các bác nhìn này, mượt mà như iPhone luôn. Riêng về dòng cảm ứng của Bana này thì siêu bền nha các bác, có chế độ giặt nước nóng này, đây, 15 độ này. Đấy, ngoài ra nó có chế độ nước giặt, nước xả đấy các bác này. Thì các bác con này khá là thông minh và đẳng cấp nhá. Khi các bác cho nước xả này và nước giặt vào đây thì tự động mình giặt quần áo, nó cân theo cái lượng quần áo mình mà nó sẽ hút nước giặt, nước xả xuống tự động ạ. Đấy, giặt thường này và giặt sấy khá là, và ngoài ra có công nghệ kết nối wifi. Cái độ wifi là để mình điều khiển click từ xa được. Đấy, ở đây nó sẽ báo là nước giặt, nước xả đang hết đây các bác, nên là mình dùng khá là đơn giản thôi. Nó có chế độ giặt không này và giặt giặt sấy này và sấy không, và công nghệ giặt khử khuẩn, giặt khô này. Đấy, nên khá là đơn giản. Nó phím cảm ứng cực kỳ nhạy nha các bác, nên là các bác yên tâm khi sử dụng. Panasonic này, Panasonic phân khúc VIP và đời cao của máy giặt Nhật. Tại Nhật con này thì nó thua mỗi con máy 12 cân của Panasonic mới ra 2022-2023 thôi. Thì con này nó là model 2021. Anh chị em nào mà đã quan tâm đến mẫu máy giặt hàng siêu lướt này thì có thể là qua xem trực tiếp nhé. Tại địa chỉ là số nhà 68C, ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội. Con này có công nghệ khử khuẩn NanoX, công nghệ khử khuẩn gấp 10 NanoE nha các bác. Nên là các bác dùng những con máy giặt này, bác nào mà dùng hàng Nhật rồi thì có biết là cái chất hàng nó khá là đẹp và đẳng cấp. Đây, cái hệ thống nội thất bên trong của nó này, các bác nhìn tất cả gioăng giếc của nó là gần như là người ta mới dùng ấy. Vì hàng này em mua về chưa vệ sinh nhá, nên là còn khá là đẹp. Đây các bác nhìn này, gioăng cao su này thì em có thể bảo hành 1 năm không phải được. Các bác nhìn đéo. Vừa mới về sáng chiều hôm qua thì hôm nay em đã lên video cho các bác rồi. Nó hệ thống viền này nó được sơn đổi màu rất là đẹp. Nhựa này nó nhựa màu, nó là màu tối màu nhé các bác, không phải màu sáng nhé. Như không gian nhựa này các bác để ở ngoài cái không gian như ban công hay là ở chỗ mà bị chiếu nhiều ánh sáng là nhựa, không bề rất bền nhựa, không bao giờ bị oxy hóa. Vì những mẫu này là nó sản xuất cho những vùng sử dụng cho là các cái khu vực nhiều, như ở Nhật nó là cái khu vực nhiều sát biển, nên là cái hệ thống sắt sim hay là cái đồ nào mà được thiết kế là nó cho thêm các chất hợp kim vào, nó chống sự ăn mòn của thời tiết. Đấy, các bác nhìn thì khá là đẹp và đẳng cấp không? VIP nhỉ. Con này thì nó có cái hàng công nghệ khử khuẩn NanoX và công nghệ cảm biến thông minh Ecolavi. Đấy, kết nối wifi. Nói chung là cái độ tinh túy của cái máy giặt Panasonic thì em nghĩ là cái con này thì nó gần như là số 1 và là số 2 rồi các bác, không có nào đi qua được nó nữa đâu. Anh chị em nào mà không thích dùng hàng đời thấp thì các bác mua sang em con này đời cao nhé, model 2021. Của nó là model của nó là các bác
có thể check cho là VX900BL khá là đẳng cấp này. Công nghệ sấy block, công nghệ sấy giặt sấy thông minh, công nghệ sấy chống nhăn, và các bác có thể là giặt bảo vệ tốt những cái quần áo cho mình, cái quần áo cao cấp. Anh chị em nào là quan tâm thì có thể alo cho em nhé, qua số điện thoại hoặc nhắn tin Zalo, là số điện thoại của em là 0937445330. Các bác nào quanh khu vực Hà Nội thì có thể qua xem trực tiếp tại địa chỉ là số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội xem hàng. Em mở cửa cả thứ bảy chủ nhật. Anh chị em nào quan tâm thì có thể alo cho em nhé và qua xem trực tiếp. Con Panasonic này thì bên em đang bán giá là 40 triệu. Hàng siêu lướt của Mana đây. Panasonic đây. Sản xuất 2021 đây các bác. Con này thì bên em bán 40 triệu nhé. Các bác nào quan tâm thì alo cho em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.